Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Thế năm trước mình thỉnh cho bạn cái phép gì? Cái phép bán đất à? Một tháng chưa? Hai tháng à? Tết, vậy chắc được khoảng được gần 2 tháng rồi. Thế rồi thỉnh cho cái phép bán đất đó là bạn bán được mấy miếng rồi? Bán được 2 miếng. Thỉnh cho phép bán đất một cây lộc mà bán được tận 2 miếng đất, chắc là lời một mớ trong đó rồi còn gì nữa. Nói chung là cũng ví dụ nhá, một lô ví dụ khoảng 3 tỷ chẳng hạn thì bạn cũng được 3% trong đó. Đấy. Không, nhưng mà không được, tại vì tùy chủ. Mỗi chủ cũng không lời, chủ cũng cho. Đấy, thì tóm lại là chúc mừng bạn nhé. Thỉnh một cái phép thôi mà bán được tận 2 miếng đất, chúc mừng. Bạn là may mắn đấy, may mắn lắm đấy. Mỗi miếng đó mỗi miếng đó trị giá bao tiền? Miếng đó 3 tỷ 7, nhưng mà bên chủ cho 50 triệu cho hai người. Và một miếng bao nhiêu nữa? Miếng kia thì cũng nhưng mà cho có 18 triệu, nhưng mà chưa có lấy được, tại người ta chưa có ra công chứng nên chủ. Rồi, thôi biết rồi. Nói chung là thỉnh lộc bên mình thì thấy là yên tâm rồi chứ, đúng không? Thấy là linh ứng thật sự đúng không? 2 tháng mà bán được tận 2 miếng đất thì quá may mắn rồi gì nữa. Mà đang vào cái thời vụ Tết này nữa. Tết tư này thì cái thời vụ Tết và cái thời vụ là bất động sản nó đang đứng và bán được, vậy quá may mắn rồi. Chúc mừng cho bạn. Bạn đang có dự tính muốn bán thêm à? Muốn bán mấy lô nữa? Do là bên chủ đang kẹt tiền á, bây giờ bán giùm, đại một lô là của đấy thì gửi thông tin họ tên của bạn, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu, rồi số điện thoại, rồi mình sẽ thỉnh cho một cái phép bán đất nữa để mình bán cho bạn nhé. Thỉnh cái phép này là mình sẽ chú nguyện vào đó để bán cho bạn được bằng được cái 2 cái mảnh đất sắp tới đây. Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Chả nhẽ thỉnh một phép mà suốt đời cứ bán được hết đất vậy à? Hả? Một năm, năm ngoái nó phải là đúng một năm rồi đúng không? Nó chỉ có niên hạn trong năm 2019 thôi. Hiểu chưa? Cái lòng tham con người á, cứ thích bỏ ra ít mà thu lại được nhiều. Lòng tham con người nó hay vậy nhá. Không dễ gì tự dưng mà bạn được suôn sẻ may mắn như vậy đâu nhá. Đều có người đứng sau lưng giúp đỡ cho bạn đấy nhá, thế giới tâm linh đấy nhá. Đấy thì đồng ý được gửi thông tin chuyển khoản rồi mình sẽ thỉnh cho một cái phép bán đất nữa nhá. Rồi không những hai mảnh này còn có thể bán được thêm nữa đấy nhá. Dạ, tại vì ý là bây giờ trong tháng này là cần ra 2 miếng đất đó. Rồi gửi thông tin rồi chuyển khoản đấy, rồi mình sẽ cố gắng cho bạn giúp cho.